chào quý vị, tôi tên là Lường Thị Trài, giáo viên trường mầm non Họa Mi, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Trường mầm non Họa Mi là một trong những trường có địa bàn rộng và đông học sinh nhất trong bậc học mầm non của huyện nhà, với tổng số gồm 18 lớp và 545 các cháu học sinh. Các em học sinh đều là con em trong gia đình người Mông ạ. Nói đến khó khăn thì mỗi vùng miền, mỗi cấp học sẽ có những khó khăn riêng, nhưng nhắc đến vùng cao thì chắc hẳn hình ảnh con đường đến trường, đến lớp đã không còn xa lạ đối với các thầy cô giáo cắm bản. Đó chính là những con đường gập ghềnh chỉ có đất và đá. Vào những ngày mưa, chúng tôi chỉ có thể đi bộ đến trường để dạy. Trường mầm non Họa Mi có 7 điểm, trong đó có 1 điểm trung tâm và 6 điểm lẻ. Tôi phụ trách điểm lẻ thôn Păng Dê, xã Bản Mù của huyện Trạm Tấu. Điểm trường của tôi có gần 30 các cháu học sinh. Chúng tôi vẫn chưa có điện, phải thắp sáng bằng nến và đèn pin. Cho con đi học mình thấy con được nhanh nhẹn và mạnh dạn hơn. Mình muốn sau này con được học những ngôi trường sạch đẹp và con được khôn lớn hơn. Khôn lớn và con được lớn nhanh và giỏi giang hơn như chúng tôi bây giờ. Hai cô giáo ở đây là dạy là rất nhiệt tình và dạy cho các con nhiều bài hát, bài thơ để các con về là các con về nhà này để biết nói và biết chữ ạ. Hai lụ một hoa, hai hoa nảy mầm. Lâu nay, điều chúng tôi luôn mơ ước là có một con đường đi lại an toàn cho người dân, cho các cháu nhỏ và cho cả những thầy cô giáo cắm bản như chúng tôi. Ước muốn thứ hai của chúng tôi là sẽ có cơ sở vật chất tốt hơn để các cháu nhỏ được học tập ở một nơi an toàn, sạch sẽ. Chúng tôi ước gì trong tuần cũng có những bữa ăn, các cháu được ăn thịt, cá, trứng, sữa để các cháu phát triển tốt cả về thể lực và trí tuệ. Đó chính là những điều ước mà tôi đã có dịp hiếm hoi trong đời bày tỏ trực tiếp với các bác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chúng tôi. Một phần mơ ước của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Chúng tôi sắp có một ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, an toàn và kiên cố. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với tập thể giáo viên và học sinh nhà trường. Trước hết là đối với học sinh là đối tượng được trực tiếp hưởng thụ cái nguồn tài trợ này. Từ đây các cháu sẽ có ngôi trường kiên cố, thì các cháu sẽ ham thích đến trường. Và đối với tập thể giáo viên chúng tôi, khi điểm trường được xây dựng thì chúng tôi thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn và yên tâm công tác, cố gắng nỗ lực hơn. Trường mầm non Họa Mi chúng tôi hôm nay còn chung niềm vui với thầy trò trường bán trú xã Pá Lau. Các nhà hảo tâm đã có mặt để khởi công xây dựng lại ngôi nhà thực sự cho gia đình em Thảo Thị Dinh, học sinh lớp 4 của trường bán trú Pá Lau. Em Dinh mồ côi bố từ nhỏ, mẹ chỉ làm nương, nơi ở của mấy mẹ con. Mùa đông thì rất rét, mùa hè thì nhiều côn trùng và bị ướt mưa. Nhưng 4 năm qua, em Dinh luôn nỗ lực học tập. Sau này con lớn, con muốn làm cô giáo, dạy học trong các bạn nhỏ. Mặc dù gia đình khó khăn như vậy, nhưng tôi thấy con cũng phấn khởi học tập. Về nhà cũng hay lấy sách vở ra đọc. Chưa bao giờ muốn nghỉ học, em Dinh nỗ lực để thực hiện ước mơ làm cô giáo, rồi đem con chữ về bản cho các em nhỏ vùng khó khăn của huyện nhà. Như cách chúng tôi đang cố gắng làm động lực cho thế hệ học trò như Dinh. Còn những người như các nhà hảo tâm đang tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những điều ước tốt đẹp đó.